Ok, được chưa? Vâng, xin chào tất cả anh em đến với video của Thầy Lạ Đi. Vâng, và đến video của mình ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái phụ kiện mà có lẽ mình nói là phụ nhưng thực ra có lẽ đây là một cái gì đó, nó có thể nói là chính đối với những anh em nào làm vlog hay làm YouTube hay là làm những gì đó mà liên quan đến cái mic ở điện thoại mà chúng ta cần phải nói từ xa đấy. Thì có lẽ cái mic này nó sẽ rất là hợp lý với tất cả anh em, bởi vì là cái khoảng cách này mình nghĩ là rơi tầm khoảng là phải đến 10 mét hoặc là 15 mét thì chúng ta vẫn có thể nghe thấy được, có thể 20 mét anh em ạ. Mình chưa test thử rõ cái độ xa của mic này nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ ổn đối với tất cả anh em rồi. Ok, thì mic cam 1 hiện tại mình nói luôn giá ở đây thì nó rơi tầm là 200.000 nếu mà anh em mua số Việt Nam, còn mua số nước ngoài sẽ là 170.000 anh em nhé. Đây là bản một người và một mic, chúng ta mua về chúng ta chỉ phải cắm vào cái phần lỗ sạc của từng máy chúng ta thôi. Vâng, và đây mình sẽ show cho anh em xem luôn nhé. Ok, thì thiết kế mic rất là nhỏ gọn và có một cái đèn báo hiệu nó nằm ở đây. Ở bên phần mic thì có đèn báo hiệu nằm ở đây và ở phần sạc, ở phần đầu tín hiệu thì nó sẽ có một cái đèn báo hiệu ở đây anh em nhé. Rồi ok, thế thì cái này thì nó sẽ được sạc bằng đầu sạc của tai C anh em nhé, sạc của tai C và chúng ta chỉ sạc vào cái đầu này thôi anh em nhé. Còn ở cái phần đầu thu này chúng ta cắm vào cái phần điện thoại đúng không? Chúng ta cắm vào phần điện thoại và lúc đó nó sẽ có cái loại gọi là lúc mà điện thoại chúng ta cần sạc chúng ta cắm vào đây. Đây là đầu USB và đây đầu iPhone và cắm vào đây cũng chính là đầu iPhone anh em nhé. Ok. Vâng, và đây chúng ta chiêm ngưỡng lại nha. Ok anh em nhé. Rồi. Rất tốt anh em nhé. Ok. Thì cái điều mà chúng ta cần phải nói đến đó chính là chất lượng thôi. Thì bây giờ mình sẽ cắm vào và test chất lượng luôn cho tất cả anh em xem nhé. Rồi ok, bây giờ mình cắm vào luôn này. Mình sẽ đầu tiên mình sẽ mở cái nguồn của con mic lên anh em nhé. Mở nguồn này. Ok chưa? Chúng ta thấy có vẻ là có màu trắng xanh đúng không? Ok nhé, anh em nhìn là cam thấy rồi đúng không? Trắng xanh nghĩa chưa kết nối. Và bây giờ mình sẽ cắm vào. Mình sẽ để cam ở đấy thôi rồi mình sẽ cắm vào anh em nhé. Mình cắm cái phần ổ sạc này, lỗ sạc này cắm vào. Ok, cắm vào rồi anh em nhé. Rồi. Và lúc đó thì đèn tín hiệu đã báo hiệu là đầu xanh hoàn toàn anh em. Và không có chuyển thành trắng, có nghĩa là đã kết nối thành công. Vâng. Và hiện tại mình đang nói ở cái âm thanh của mic. Đấy thì mình sẽ nói ở đây nhé. Alo 1234, alo 1234. Đấy, thì chất lượng mic nó như thế. Còn lúc mà chúng ta đi quay vlog hay là chúng ta làm gì đó chúng ta lại treo đây. Mình nghĩ giá 200.000 khá là hợp lý cho anh em luôn. Lâu lắm mới làm một chuyên mục review cho anh em. Ok chưa? Đấy. Mình sẽ để đây và mình nói. Xin chào tất cả bạn nha. Chào các bạn đến với video của Thầy Giáo Hải. Đấy. Thế thôi. Thế thì anh em thấy chất lượng của cái con mic 200.000 mà nó lại có nhiều cái tiện ích như vậy, chúng ta kết nối không cần lằng nhằng, cắm vào phát lực luôn, khá là rẻ so với thị trường hiện nay. Thì hiện nay rơi tầm 500 thôi. Mấy cái mic của Trung Quốc thì chúng ta chỉ cần đến từng này thôi anh em ạ. Vâng. Khá là rẻ thôi anh em. Chúng ta không cần gì hơn nữa. Một cái mic này. Và tên mic của nó là K1 anh em nhé. Anh em lên Shopee anh em gõ K1 hoặc là anh em muốn mua luôn thì mình sẽ để luôn luôn cái link Shopee bên dưới, nếu mà mình quên anh em comment mình sẽ rep nhé. Ok nhé. Đấy. K1 sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả anh em. Vâng. Thì đấy, thế thì mình đang nói luôn là kênh của mình là làm về mình nói luôn cho anh em test nhé. Kênh của mình đang làm về game này, làm về hướng dẫn thủ thuật game này, hướng dẫn thủ thuật máy tính này, vlog này, vlog đi CBR anh em nhé. Đấy, đi trường test thử gái. Rồi. Và các chuyên mục về vlog, chuyên mục về review và các chuyên mục nói chung là các giáo án gọi là của Cờ Liên Minh hay là Chơi Liên Minh hay là rất nhiều game khác. Nếu mà mình phát triển ở trong mạng này thì mình sẽ nâng cấp máy để ra đầu tư toàn mạng vào game cho anh em hơn.
Đấy thì là nếu mà thấy hay ủng hộ mình một like, một subscribe anh em nhé. Mong rằng anh em có thể ủng hộ mình để mình có thể phát triển được hơn nữa. Chỉ nghĩ như vậy thôi, để mình có doanh thu để mà mình có thể gọi là nâng cấp máy của anh em hết thôi. Đấy thì anh em muốn mình review cái gì, những cái món đồ công nghệ nào mà mình đã có sẵn thì nói chung mình có rất nhiều ấy. Mình có Mic Boya M1, có GoPro 4, có tắt LED hay là bàn phím Gnet LK91 789 anh em nhé. Đấy. Đây mình có thể review được cái con lắp con máy tính bàn một 15 chiếc vệ sinh của mình nữa. Rồi. Thế video của mình đến đây thôi, thì mong anh em ủng hộ mình một like, một subscribe, mình có thể phát triển video mới hơn. Đấy, chỉ nói thế thôi. Anh em muốn xem thì xem ở danh sách phát anh em nhé. Có rất là nhiều video luôn, mình chia từng mục rồi. Cảm ơn tất cả anh em, tạm biệt. Chúc em một ngày tốt lành.